Xin chào mừng cả nhà quay trở lại với Mê Lan TV, tiếp tục với cái series ngắm lan gây nghiện. Tại vì những giò lan ở đây toàn những giò lan gây nghiện không mọi người. Trong clip lần này Mê Lan TV sẽ giới thiệu mọi người dòng đen đô nắng Urawan. Đây, nó đang nở rất là rực rỡ đây nha mọi người. Đây là tác phẩm của câu lạc bộ Hoa Lan Bến Tre của nghệ nhân, các anh em, của các cô chú, anh chị em nghệ nhân. Trong đó có vườn lan Hai Chiến rồi một số vườn lan nữa thì mình không biết rõ lắm nên mình giới thiệu sơ qua như vậy. Anh chị nào muốn ngắm trực tiếp những giò này thì hãy ghé công viên Tao Đàn. Hôm nay là 27 Tết năm 2020. Mọi người cứ ghé từ nay cho tới hết những ngày tới thì chắc chắn những giò lan này còn ở đây để cho mọi người ngắm. Còn những anh chị nào không có điều kiện ghé thì bây giờ chúng ta cùng ngắm online với Mê Lan TV nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đi vào cận cảnh để ngắm mặt hoa của giò lan Urawan cũng vừa này nha cả nhà. Trước mặt mọi người là mặt hoa Urawan, cũng rất là quen thuộc với khách hàng của Mê Lan TV. Nhưng những anh chị nào chưa chơi đen đô nắng thì chắc là không biết dòng này. Mọi người thường nghĩ đen rô là chỉ có 5-70 ngàn một chậu. Thật ra không phải đâu, đen rô nó có nhiều dòng giá cũng cao lắm, cũng cả chỉ vàng lượng vàng một chậu đấy. Nên là đen rô là một thế giới mà nó cực kỳ rộng lớn để cho mọi người có thể khám phá. Nếu anh chị mới bắt đầu chơi lan, và dù cho chơi lan lâu năm cũng vậy, Dendro là một cái dòng cực kỳ đáng chơi. Mọi người hãy thử đi các vườn lan rừng đi, đa số đều có một hai chậu Dendro. Để cho nó, tại vì cái dòng này nó hoa quanh năm. Tại vì lan rừng là một năm mới có hoa một lần, còn riêng Dendro là hoa quanh năm suốt tháng. Nên là phải có vài giò để có hoa mà mình thưởng ngoạn nha mọi người. Anh chị nào với cái gu là thích dễ trồng, xiên hoa, hoa quanh năm thì cứ Dendro mà chơi. Dendro rất là nhiều mặt hoa, cũng có đột biến luôn, cũng có chớp luôn, cũng có giá mấy chục triệu một giò luôn. Và đặc biệt là gì ta, đặc biệt là mấy chục ngàn cũng có lan để chơi nữa mọi người. Nên là Dendro là cao cấp cũng có, bình dân cũng có, tiền nhiều cũng chơi được mà tiền ít cũng chơi được. Giò khủng cũng có, giò nhỏ cũng có nha. Thôi quay trở lại với cái dòng đen đô nắng Urawan này thì Mê Lan TV xin được phép bình phẩm một xíu như thế này. Dòng Urawan ha, mặt hoa của nó thì cái điểm nhấn là cái lưỡi. Những giò khác thì ví dụ như là những cái dòng khác thì có thể là điểm nhấn của nó là cái cánh, cái họng, nhưng mà riêng cái dòng Urawan này điểm nhấn của nó là cái lưỡi. Tại lưỡi nó có những cái đường gân tím đậm rất là bắt mắt, và nhìn ở ngoài nó nhung nha cả nhà, nó nhung rất là đẹp ha. Đó. Cái này là để cuốn hút các chị bướm anh ong vào nè, để làm cái công việc đó chính là thụ phấn, duy trì nòi giống, rất đẹp đúng không nha. Mặt hoa của Urawan với mặt hoa Kinba khá là giống nhau. Có khi nào Mê Lan TV đang bị nhầm không ta? Giò này phải Urawan không ta? Phải nhìn kỹ lại mọi người. Phải nhìn kỹ là phải Urawan không? Mình nhìn mà đúng là Urawan rồi đó. Chuẩn Urawan ha. Đôi lúc nó cũng dễ nhầm. Tại mấy cái dòng này mấy anh chị mà mới biết chơi là dễ nhầm lắm. Tại mặt hoa nó cứ ná nhau. Rồi. Đây là một cái giò đen đô nắng Urawan ha mọi người. Giá cả thì anh chị có thể mua với giá tầm 70 ngàn trở lên với một chậu, tùy chậu lớn nhỏ. 70 cũng có, 90 cũng có, trăm mấy cũng có, 200-300 cũng có, tùy chậu lớn nhỏ đẹp xấu mà mình có thể chơi. Đó. Thì Mê Lan TV đây quay cho mọi người xem một cái giò lan Urawan khủng kế bên những giò lan đen đô nắng khủng khác. Anh chị nào thích gam màu sáng, ví dụ như trắng, hồng thì Urawan là một lựa chọn ha. Đó. Mình chơi thì mình trồng lan thì chỉ cần 4-5 vòi hoa là đạt rồi, chứ còn trồng đạt như nghệ nhân này thì khó lắm. Các nghệ nhân này cũng phải ăn
nằm dầm dề với những giò lan này phải bao năm bao tháng mới ra được kinh nghiệm rồi mới chăm sóc được như này đó, thì mình cũng học họ được học lóm được tí kỹ thuật nè, trồng lan bằng than củi, bón phân than chậm rồi hết, học được nhiêu đó mọi người. Còn cách nào mà giữ được bộ lá với lại làm cho được hoa như thế này đó là bí kíp ha. Thì Melan TV sẽ cố gắng chia sẻ với mọi người về những cái mà Melan TV biết trong thời gian tới, cũng như trong năm 2020 thì cũng có mời các nghệ nhân về chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người trên kênh YouTube này nè mọi người. Mọi người nhớ bấm đăng ký để theo dõi nha. Rồi tới đây thì chắc là chúng ta tạm thời ngắm Uruguay nhiêu đủ rồi, ngắm nữa là mê mệt lắm. Ta hay dùng cái từ mê mệt đó mọi người, thì mê cái gì cũng mệt hết đó, nên là ngắm nhiêu đủ rồi. Rồi cũng cảm ơn các nghệ nhân của câu lạc bộ Hoa Lan Bến Tre đã lặn lội đường xa mang đến thành phố Hồ Chí Minh, công viên Tàu Đàn những tác phẩm hoa rất là đẹp cho bà con được ngắm, cũng như là cho Melan TV có dịp được quay để chia sẻ những hình ảnh đẹp này tới với mọi người, để lan tỏa cái tình yêu đối với cái dòng đen đô nắng nha cả nhà. Rồi anh chị nào đã từng chơi đen đô nắng, đã chơi đen đô nắng, hãy điểm danh cho Melan TV biết với nha, để xem là những dòng đen đô nắng này bây giờ đang được ưu ái ở mức độ nào cả nhà. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau để ngắm cái giò lan đen rô nắng thơm Robert nha. Đó, đen rô nắng thơm Robert. Chúng ta sẽ ngắm từng giò từng giò. Rồi chào tạm biệt cả nhà.